À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai về đạo Phật. À, chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hôm nay chúng ta học đến tập 8. Vì nhớ những người niệm Phật của chúng ta đã quyết chí đời này vãng sanh, thì dù mình có mang cái thân bệnh đau gì đi chăng, nhưng mà mình phải sống lạc quan. Vì mình hiểu quý vị, cái sống lạc quan là cái quan trọng. Thí dụ như tại sao bác sĩ khi người ta khám bệnh mà người ta biết người này bị bệnh ung thư hay bệnh gì mà khó trị, người ta mời người nhà vô ha. Ta mời người nhà vô, ta nói với người nhà, có khi còn giấu người bệnh đó luôn. Là vì người ta sợ cái người bệnh đó buồn, hoặc là người ta hụt hẳn chịu không nổi, người ta tự tử thì chết. Sợ cái buồn, vì cái buồn nó sẽ đi đến tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng thì không có còn thuốc nào chị. Tuyệt vọng là chịu thua. Tuyệt vọng nó chỉ có hy vọng thôi mới giải quyết được. Còn tuyệt vọng thì thuốc sao chỉ được. Nên nó chỉ có là Phật Pháp mở chỗ đó ra, cho người ta có một phương hướng, có một con đường, và có một hy vọng mới của cuộc đời người ta. Chỉ có Phật Pháp nó trị được bệnh tuyệt vọng. Nên bác sĩ ta cũng biết điều đó. Bác sĩ ta đều biết cái việc mà bệnh nhân mà buồn là không được. Nhưng mà có khi người ta không biết cách nào để làm cho bệnh nhân được vui. Nhưng mà trong Phật Pháp thì nó có cái giải thích rất là hay. Tin nhân quả, và có phương hướng niệm Phật, có cái nhớ Phật. Con người bình thường buồn mà mình không có cái điểm gì để nhớ là mình sẽ buồn dữ lắm. Thấy không? Mình buồn giết rồi thành buồn ngủ luôn. Nên nó quá buồn mà. Mà nó buồn giết rồi nó sơ sát. Nghe chưa? Có một cái anh chàng này, anh cũng còn trẻ, cũng cả tuổi Nhân Đức. Khi mang một căn bệnh ung thư, vợ thì nhỏ hơn anh đâu 8 tuổi, ông ba mấy tuổi, còn trẻ, vợ cũng xinh đẹp. Anh khi mang bệnh ung thư, anh buồn, anh rầu rĩ vô cùng. Hồi đó Nhân Đức khi mà còn ở chùa gặp anh này, anh rầu rĩ, anh buồn vô cùng. Anh lỡ tâm sự, Nhân Đức nói là trong lòng nó mình không cam tâm. Mới bốn mấy tuổi mà bệnh đau gì mà chờ chết thôi. Bây giờ vợ cũng còn trẻ, gia đình sự nghiệp gì rồi cuối cùng không cam tâm bỏ đi. Nhân Đức nói rằng giờ anh không cam tâm bỏ, anh cũng phải bỏ. Mà không cam tâm thì mỗi ngày sống khổ, sống buồn, sống nặng nề. Thà bây giờ cam tâm mà sống từ đây tới ngày chết đi, sống vui còn đặc biệt hơn. Được vui 10 ngày còn hơn là nó khổ luôn 10 ngày để chết. Vì ngồi suy nghĩ đi. Có người người ta vui được một tiếng, 2 tiếng cũng được nữa. Dạy gì nó khổ luôn, buồn khổ luôn để sống, không có sống gì được. Thấy không? Mà có khi anh vui từ đây tới thời gian đó anh khỏe luôn rồi sao? Tại sao anh không hy vọng gì để sống cho tốt? Giống như mà hồi đó có chú Hồng ở trong chùa, chú bị bệnh bệnh rút. Mà hồi xưa là chú là xịt cá ghê lắm á, xịt điện á. Nó xịt điện ở nhà làm bắt cá bắt ếch đâu mà xịt điện ghê lắm. Sau này quý vị biết không, chú học Phật rồi nghe, hồi đó cặp mắt của chú là bác sĩ nó còn 2 tháng nó bị mù. Chính Nhân Đức nói 2 tháng nữa là đủ thời gian để nhìn cuộc đời này rõ ràng rồi, không cần phải sợ mù. Mù nhà chùa lo hết, chú đừng lo. Mà thờ có Nhân Đức đúng là rõ ràng.
Khi người ta sống chung người ta bình an, người ta là không có sợ. Tại vì Đức nói Đức làm thiệt, lo thiệt chứ không phải giỡn. Thấy không? Thì biết rằng là 2 tháng không mù, 3 tháng không mù, 4 tháng không mù, tới giờ có mù đâu. Đây là rõ ràng luôn. Nếu không có những đức động viên chú buồn tới ngày đó, chưa tới 2 tháng nó mù mất tiêu. Buồn quá mù luôn sao? Buồn ngủ thì ngủ mù luôn. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó thấy sao? Nên từ nơi đó mà mình thấy rất là rõ ràng luôn. Thì bây giờ bác sĩ nói mình bệnh ung thư thời kỳ cuối, gần chết rồi. Mình sống từ đây tới ngày chết cho nó đặc biệt đi, người ta thấy người ta còn ngưỡng mộ mình. Có nhiều người nói bây giờ thôi, sớm muộn cũng chết, đem tiền bạc của cải ăn chơi cho nó đã từ đây tới ngày đó chết cũng được. Cái này thì nó câu thế gian. Còn ngoài ra đối với Phật Pháp là nó là tiêu cực đó quý vị. Sống như ngày tháng như vậy nó cũng là tiêu cực đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà nói về người thế gian đó là tích cực sống, nhưng mà trong Phật Pháp là tiêu cực. Vì bạn biết đời này, bạn không biết đời sau. Khi bạn dùng vậy thì khi bạn chết đi, đời sau của bạn càng tệ ghê đó. Nó tệ lắm luôn, khi nó đi vô xuống tam đồ ác đạo luôn, nghe không? Nên mình phải biết rằng là con người nó đâu phải là một đời chết xong là hết đâu, nó còn nữa. Nên đời này mình sống đường gì, từ đây tới ngày mình chết đi, mình sống cho đặc biệt. Đời sau dù mình được thăng người, mình cũng đặc biệt hơn đời này sao, nghe không? Tại sao mình không nghĩ gì để mà mình sống cho nó đặc biệt? Mình đi đem tiền bạc ăn chơi, mình ăn chơi cuối cùng cũng có được gì đâu. Tại sao mình không tạo cái mình cầm theo á? Tạo cái cầm theo được nó mới khôn, thông minh. Nên như Đức nói bây giờ đạo tràng cư sĩ nó đang phát triển. Đạo tràng cư sĩ nó đang nhiều lắm quý vị. Nội mà nhà vì cũng là đạo tràng cư sĩ chứ gì. Mỗi ngôi nhà vì là đạo tràng cư sĩ. Nghe không? Nhưng Đức nói rằng là nó thật sự. Có những người mà có nhà cửa nhiều mà nó thật sự. Mình ngồi mình học Phật, mình suy nghĩ. Cuối cùng bản thân mình có cầm theo được đâu. Có cầm theo được cái nhà nào không? Nhất là những người mà kiểu mà đơn chiếc. Thật sự đơn chiếc bây giờ có cầm theo được gì đâu. Quý vị ngồi suy nghĩ vì có cầm theo được gì không? Nhưng Đức biết một cái cô này, cô cũng đơn chiếc lắm. Nhưng Đức đi đến một cái nơi có nguyên một cái khu đất, nhà lớn ghê. Bây giờ mà nói thí dụ như bây giờ cho người ta thuê tháng được chút đỉnh tiền xài. Nhưng tới khi ngày mình ra đi, vì ai là người giải quyết cái này rồi, cầm theo được gì đâu. Như những đức nó thật sự những đức mà có như vậy đi, bản thân những đức lớn vậy đi, những suy nghĩ cái gì, những đức thấy ai mà chịu tu hành, những đức đưa cho người ta tu, cái đó là cái gốc. Khi những đức ở đâu nó cũng theo hoài luôn, nó cứ nạp vô cho mình hoài vậy đó. Dù mình đi đến chỗ nào nó cũng nạp vô cho mình hoài, tại vì cái gốc là mình đã tạo. Thí dụ như bây giờ quý vị tạo một cái ác đi, quý vị đi đến cái quốc độ nào nó cũng sanh cái ác, chỉ có gì cực lạc nó không vô được thôi, chỉ về thế giới cực lạc nó không vô được. Nhưng mà nếu quý vị còn trong lục đạo luân hồi là quý vị sẽ bị gớt lại mau. Nó gịch lại luôn. Tại còn như lục đạo thì cái ác nó cứ gịch lại hoài, còn cái thiện nó cứ năng lên. Còn nếu trong lục đạo luân hồi thì cái thiện nó cứ năng lên hoài. Như cõi giờ nó cứ năng phước cõi giờ lên, cõi người nó cứ năng phước cõi người lên. Tại vì cái gốc của đời này mình đã gầy dựng. Mình đã gầy dựng cái thiện này. Ví dụ như mình gầy dựng cái thiện này nó vài chục năm sau, cái người ta cứ ở đó người ta tu hoài vài chục năm sau, thì cái thiện mình nó cứ vượt lên hoài. Nhưng mà nếu như cái nơi đó sau này nó trở thành một cái nơi ác, thì cái gốc là bản thân của mình. Tại vì lục đạo là mình còn dính, bản thân của mình nó còn dính vô đó đó. Là mình chính mình nó, cái của này của mình nó dính ngay cho đó luôn. Còn nếu cái của này của mình mà nó thiện thì nó thiện hoài lên. Lục đạo luân hồi nó có thiện hoài, chỉ có về cực lạc thôi. Thì quý vị biết rằng dẫn ý nghĩa của cái này là duyên. Duyên nha, quý vị về cực lạc thành duyên. Còn nếu như quý vị về cực lạc rồi mà cái này quý vị để lại mà thành ác đó, là khi quý vị có cái duyên trở lại cõi ta bà, quý vị sẽ gặp ác á, gặp ác nhiều. Tại vì quý vị đã gieo ở đây rồi, nhưng mà về cực lạc thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà cái duyên ở cõi ta bà nó đã ác, thì tức khắc nó trở lại, nó gặp những cái duyên ác nhiều, độ sanh khó. Còn nếu mà tạo cái duyên thiện, mình về cực lạc rồi mình trở lại thì mình rất là nhiều duyên thiện, nhiều duyên thiện vô cùng. Cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng, thấy không? Nên biết tạo cái mà cầm theo được thì đúng là tuyệt vời, quá thông minh luôn, quá trí tuệ luôn. Nhưng mà Tuệ Tịnh Không ngày giảng, có lần cái vị này cũng nghe Hòa Thượng Không giảng pháp, câu chuyện như Đức kể nhiều lần.
Ông có của cải nhiều lắm. Quý của Thượng Tịnh Không quá, dẫn đi đến cái nơi để cho của Thượng Không coi. Của Thượng Tịnh Không coi xong thấy hộp sòn đồ nhiều. Thượng Tịnh Không nói: ủa ông có còn có nhiêu đây hả? Ông cũng kinh ngạc, cái năm nay hòa thượng có nhiều lắm ta. Này nhiêu đây là nhiều lắm rồi đó. Ủa hòa thượng có nhiều lắm hả? Ờ có nhiều dữ lắm. Tôi đến tất cả những cái nơi mà bán kim cương hộp sòn, tôi lỡ tôi ngó, tôi nhìn, tôi sờ mó cái tôi đi, cũng của tôi chứ gì. Còn cổ này ông nói của ông để ông cắt dấu ở đây, rồi lâu lâu ông lỡ ông sờ mó nó một cái rồi ông đi, thì cũng là như vậy thôi. Hòa thượng Không chính ngày nói câu này nghe, ngài nói ngu si hết chỗ nói. Nếu mà đã học đạo hiểu được cái vô thường không cầm theo được, cái của ngoài thăng, thăng này còn bỏ không chỉ là của ngoài thăng, ai cầm theo được đâu, thì biết tạo cái mà mình cầm theo thì khôn quá. Đời đời kiếp kiếp đấy theo mình hưởng được. Còn cái này để đây cắt dấu để mỗi ngày sờ mó, rồi cuối cùng khi một hơi thở thở ra cũng hít vào, lại chấp vào của cải có cái độ thay làm chó làm mèo, để mà đi lỡ đó gìn gặp để mà giữ. Nhiều lắm. Đừng nói là cư sĩ, cả người tu hành cũng dính luôn. Đã cực khổ tạo ra, những đức nói vậy, nhiều năm quá cực khổ, xây lên một cơn ngơ gì không buông được đâu. Chết rồi xong cứ đi quay quanh quẩn cái nơi đó hoài, vì nó chấp vô đó nó nặng quá thì nó sanh vô đó chứ làm sao. Cái cõi này quý vị muốn sanh cực lạc, chỉ có nhìn thấu cõi này mới sanh cực lạc thôi. Còn không buông thì sao được. Những đức nói quý vị đi con đường này làm sao quý vị đi con đường kia. Nếu như một lúc quý vị muốn đi hai con đường thì quý vị ở chứng giữa đường chứ sao đi. Nên muốn đi một con đường thì phải buông một con đường, muốn cầm một món đồ thì phải buông một món đồ thì mới cầm được một món đồ. Chứ đừng có tham, tham là thâm, hiểu không? Nên cuộc đời con người ai cũng sẽ bệnh và ai cũng chết, sớm muộn gì cũng như vậy thôi. Có những người trẻ, có những người già. Nên mình lỡ bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, nghe gì con người nó phấn chấn lên. Nhớ Phật, nếu Phật để sanh về cảnh giới Phật, muốn không bệnh thì phải về thế giới cực lạc mà không bệnh. Còn ở cõi này sao mà không bệnh? Sớm muộn cũng bệnh. Như những đức nhìn thấy bây giờ, những đức già hơn cái năm 29 tuổi. Chứ sao? 43 tuổi mà kêu ông già năm 29. Rồi năm 43 tuổi này nó sẽ còn trẻ, còn cái năm mà tới 53 tuổi nó sẽ già hơn năm 43. Đúng không? Mà không biết còn sống tới năm 53 không? Không biết còn sống tới được 53 tuổi không? Trong cuộc đời này ai biết được ngày mai. Có những người tuổi còn nhỏ hơn chúng ta là họ đã chết queo rồi, còn sống đâu. Nó quý vị mà nếu mà học Phật mà nghe gì mà nhìn thấu, quý vị sẽ biết an phận mà sống, tạo thêm chi cho nó cực. Thật sự biết an phận mà sống đi, quý vị thấy có những người không nói giàu chưa, cuối cùng có hưởng được không? Nhưng Đức nói cho quý vị nghe chứ, cái đồng tiền mà nó đã nó không có lễ nghĩa rồi, cái đồng tiền mà nó không có đạo đức mà có được thì không có xài được đâu. Thật sự không xài được đâu. Đồng tiền dối giá không có xài được đâu. Bị dối giá rồi bị gường gạt, bị có được gom về, hoặc đồng tiền mà bị tạo nghiệp ác bị gom về nhà, bị không có xài được đâu. Sẽ cắt dấu một đống nó, cuối cùng ta lấy hết trơn, người ta sẽ lấy lại hết. Mà cái đồng tiền nó sẽ đưa đến cái chỗ tiếp tục cái tâm người ác lấy tiếp tục nữa. Nó sẽ là giống hệt như cái câu chuyện mà Đức Phật chỉ con gắng đọc vậy. Nói thì biết rằng Đức Phật chỉ xong rồi mà có những người lỡ lấy con ngắn độc là hủ gian á, xong rồi tiếp tục nó giành, nó giết nhau hết trơn, rồi cuối cùng là ba người chết hết trơn, không có người nào lấy được cái hủ gian chứ. Nên cái đồng tiền đã là không có lễ nghĩa, đồng tiền ác, đồng tiền trộm cắp mà gom về một đống đấy đó, vô tay mình sẽ có người lấy lại, và người lấy xong tiếp tục họ lại tiếp tục tham tiếp tục luôn, và chính họ cũng chết trong cái số tiền này nữa nè. Không đơn giản đâu. Nên người biết tu mà biết an phận, biết sống bình yên, ăn chay niệm Phật, biết đủ thường vui là người cực kỳ trí tuệ. Đây là loài người cao cấp nhất trong loài người. Thật sự biết loài người cao cấp nhất trong loài người. Đây là loài người làm Phật đó, chứ không phải là người tầm thường đâu. Đó, quý vị coi như bản thân mình bây giờ mà nói, thí dụ mình có chừng chút đỉnh tiền chừng 1-2 tỷ thôi là cả đời mình bây giờ mình xài cũng không hết. Chứ bây giờ có những người bây giờ dễ gì mà người ta chịu dừng lại. Nhưng mà cuối cùng có xài hết đâu. Nhưng mà có khi tiền nhiều mà nó đi vào tù tội nó nghe quý vị. Quý vị có thấy chưa? Thấy nhiều chưa? Danh lợi nó đã đẩy con người đi vào sự xa đọa trong cuộc đời hiện đời. Và đọa lạc khi chết đi. Đó.
nhiều vô nhiều số kể luôn mà. Đã nhìn được điều này rồi quý vị, coi cả người tu hành của chúng ta cũng dính, quý vị thấy đấy chứ, cũng vì tiền bạc vật chất. Nó nên từ nó không dừng lại được và không có rèn luyện cái sự tu giải thoát gì hết chứ. Nên mình mà nghe nói bác sĩ nói ung thư thời kỳ cuối, thí dụ như giờ những đứa đang bình thường vậy đi, tự nhiên bệnh đau phát lên thì bác sĩ nói, tôi nói cho ông nghe, ông bình tĩnh nghe. À, bác sĩ nói, bác sĩ có gì không bác sĩ? Bình tĩnh. À, tôi bình tĩnh, tôi đang nghe. Ông đang bệnh đau nặng lắm. Tôi bệnh gì bác sĩ? Ung thư thời kỳ cuối. À gì hả? Cảm ơn bác sĩ nghe. Nói gì? Gì cảm ơn tôi là sao? Điều đó giờ tu chưa tinh tấn. Bữa nay bác sĩ báo cho nguồn tin này chắc tinh tấn hơn. Thấy chưa? Hồi đó giờ tôi chưa tinh tấn, niệm Phật chưa cảm giác với Phật. Khi bác sĩ báo nguồn tin này, tôi sẽ niệm Phật có cảm giác với Phật. Vì tôi sắp chết rồi bác sĩ, tôi phải tu hành chứ, để về thế giới cực lạc chứ, đúng đạo hương. Đúng không? Nó nay hai vợ chồng Liên Nhung Tây Ninh ngồi tu ngon lành thấy chưa? Đây mới là hạnh phúc, đây mới là cái của mình cầm theo nè, hiểu chưa? Đây mới là cái của mình cầm theo nè, vật chất của cải nó cầm theo đâu. Trời ơi, nó khổ gì chỗ đó, bận tâm nữa chứ, còn bận tâm nữa, có của cải còn phải giữ gìn và phải sợ người ta giành giật của mình nữa. Khi thế lực mình đã yếu, bệnh đau già cả, người ta sẽ giật, người ta sẽ đến kêu mình cha mẹ, cuối cùng người ta lấy đó, cho vị biết đó. Người ta thấy mình có của, người ta sẽ lợi, người ta nịnh nọt mình và người ta sẽ tìm cách người ta lấy. Còn nếu như mình gần gũi người ta mà coi chừng người ta giết mình luôn để người ta lấy đó. Đừng có nói chuyện dẫn chơi, tạo ra cho nhiều, đừng nói mà đơn giản. Nên Phật nói, câu Phật nói không có sai, biết đủ thường vui. Bây giờ ngay cái bàn thờ như Đức, thờ như Đức nói khỏi, bây giờ thờ Phật thì khỏi cần cúng trái cây thật gì chứ. Thờ ông Địa, thằng Hoàng đồ, lục đạo luân hồi thì cứ cúng trái cây thật cho người ta, vì người ta còn hương quả. Còn bây giờ thờ Phật qua sen giả, một cái đu đủ ở dưới gạo rồi xong luôn. Mỗi ngày lễ Phật nhìn lên hai trái đu đủ, nhắc mình biết đủ thường vui, biết đủ dưới có gạo ăn là được. Thấy chưa? Bữa nào lại đi tu bị nhìn thấy hai trái đu đủ ngộ lắm. Trái đu đủ bằng mũ dài thòn, ghim vô cái ly dài thòn đưa lên, dưới là gạo. Biết đủ thường vui, có gạo ăn niệm Phật là được rồi. Thấy chưa? Đặc biệt vô cùng. Ví dụ giờ như Đức đang ở nhà, nhà của người ta thì cũng là ở nhà. Nhà người ta, nhà của mình thì thôi, thì mình cũng ở nhà thôi. Nếu một ngày nào người ta không cho ở thì cũng sẽ có người khác cho ở chứ sao. Ví dụ như mình ở đây vài ba năm gì, người ta không cho mình ở nữa thì mình sẽ ở nhà người khác. Thì ở nhà ai cũng là ở nhà thôi. Nhà mình hay nhà người ta gì mình cũng phải ở à. Mình cũng ở nhà chứ không lẽ mình không có nhà ở. Yên tâm đi, niệm Phật sẽ có nhà ở thôi, lo gì. Không người này cho ở cũng người kia cho ở à. Nó ở đây ở không được thì xuống nhà hai chồng mà Liên Dung ở Tây Ninh ở thôi. Gần Tây Phương thì có gì đâu sợ. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là cái tâm vậy nó tự tại biết nhiêu, nói khi mình đi mình cũng không bị vướng vấp cái này nọ nhiều. Nên lúc trước mình nói đây là cái nghiệp của tôi đến với tôi, nhưng bây giờ càng tu mới càng suy nghĩ đây là cái chắc là cái tốt chứ nó không phải xấu. Những Đức thấy bây giờ là tốt chứ nó không phải xấu. Tại hồi đó cái gánh vác của những Đức nhìn thì nó bao la vạn trượng, người thì tán thán tung hô, nhưng mà cái giảng sanh thì chính bản thân những Đức biết, những Đức sẽ đi đâu những Đức biết mà. Hồi đó những Đức làm những Đức biết, những Đức đi đâu mà. Nhưng mà nói với quý vị thì sợ bị buồn, ủa ông làm việc thiện việc tốt gì mà không lẽ ông đi diện diện vậy sao? Nhưng mà mình biết mình đi đâu mà. Tại vì hàng ngày mình biết mình làm sao rồi, nhân nào quả nấy rồi. Hàng ngày nhất định phải giải quyết và phải sân si thôi. Phải đa dạng lời nói phương tiện. Cái câu trong Phật Pháp hay lắm, phương tiện cho thật sự thì nó giả dối trong á. Nói câu giả dối thì nghe kỳ quá chứ, nó dùng câu phương tiện ấy. Còn chỉ có Bồ Tát, Phật Bồ Tát mới phương tiện thôi. Phật Bồ Tát niệm niệm vì người, cái gì cũng vì người nên nó mới là phương tiện. Còn mình còn gì mình mà làm sao mà phương tiện.
sao mình phương tiện được, phương tiện lâu ngày nó thành giả dối à. À, nó, rồi từ từ nó dựa vào cái đó là vì chúng sanh, mà bản thân mình thì chấp nhất đó, không đơn giản đâu. Nên bây giờ những đức bước ra tới bên ngoài, những đức mới thấy những đức tu tập, những đức nói rằng tốt cho những đức chứ không phải xấu. Bây giờ nhẹ gánh vô cùng, ăn ngon ngủ yên, không cần bận tâm nhiều, xưa chạy như con đầm già lang sang tối ngày luôn. Nó nên bây giờ nè, đây phải vì thấy những đức đủ duyên không? Cực cỡ nào những đức cũng không bỏ nghe, không bỏ cuộc nghe. Nhưng mà Phật A Di Đà ngày kêu bỏ đi con. Dạ không, bỏ không. Ngày lấy dây, ngày buộc cần cổ, ngày kéo, bây giờ chịu không nổi. Mình không đủ sức chơi với Phật A Di Đà, ngày kéo bắt tiêu luôn. Kéo đi luôn rồi. Cuối cùng mắt sạch nhách hết trơn, mình nói sao Phật A Di Đà đối xử với con vậy? Cuối cùng ra ngoài để cho mình tu lại, mình tu cho mình mới thấy. À, thì ra con cảm ơn Phật A Di Đà nghe. Thấy chưa? Nên cái hình này thấy rõ ràng không? Phật A Di Đà ngày thấy chúng sanh nó cõi đời này khổ đau mà nó gan. Nên á, một bên á, thì Đại Thế Chí lấy cái đài sen dít, bên Phật A Di Đà này liên sợi dây trọng cần cổ kỳ gích. Cái bức tranh mà bên Nhật người ta giết quý vị, nó vì thật kinh khủng cho Phật A Di Đà mà ngày dùng sức kỳ gích vậy nè. Còn Đại Thế Chí thì lấy cái đài sen dít. Ghê chưa? Nó không chịu đi, nó không chịu đi. Vậy mà ngài Tỳ Duyên Ngọc Hoan Duyên, ngài Hoan Duyên, ngài gịch, ngài gịch xong về tới cực lạc, nó nói cảm ơn Phật A Di Đà, thế giới cực lạc ngon quá. Lúc trước con tưởng đâu nhà con ngon nhất, chỗ con ở là ngon nhất, bây giờ con ở đây con có thấy đây ngon nhất. Cảm ơn Phật A Di Đà. Phàm phu mình nó ngộ lắm, nó thay đổi hoàn cảnh, nó không có chịu thay đổi đâu. Nó bỏ cái thân giả tạm, nó không chịu bỏ đâu. Nhưng mà khi nó được về cực lạc rồi, nó có cái thân ở cực lạc, nó mới cảm ơn. Đây là 100% luôn. À, nên những đứa đâu có chịu buông quý vị, đâu có chịu bỏ đâu. Nếu níu tình cảm đủ chuyện sao mà bỏ được, bỏ thì vô tình. Cuối cùng Phật A Di Đà ngày lấy dây liền trong cần cổ như đứa, ngày ghét như đứa đi. Nó không buông con ra, Phật A Di Đà buông con ra, sao ngày đối xử với con vậy? Bao nhiêu năm nay con lo lắng, tại sao ngày kéo con đi đâu? À, ghét đi, chèn ô cái ghét đi, cuối cùng đi ra ngoài. Mới đầu cũng buồn một hai ngày, cuối cùng tu tập xong, ủa sao nhẹ dữ chạy, sao khỏe dữ vậy ta. Cảm ơn Phật A Di Đà nghe, ngài đã giúp con khỏe quá. Bây giờ cảm ơn Phật A Di Đà thiệt. Thấy chưa vì kinh chưa? Nói phàm phu mà kêu muốn buông là không có dễ đâu. Thấy không? Nên đó là cái mà trong quả có phước. Nó trong quả có phước, mà có khi quý vị nhìn trong phước lại có quả. Nó, đừng có nói cái sự tung hô phước thấy không? Nhưng nó là quả kế bên. Nhưng mà không còn gì mà lo tu hành, nhìn giữa mắt tất cả, nhưng trong quả lại có phước. Nên cái phước hiện tại quý vị đang có là như vậy đấy. Mỗi ngày được niệm Phật tu tập đó quý vị. Đừng nên buồn khi bệnh đau nghe, ung thư hay là ung bú gì cũng vậy, khớp gì đó, bệnh gì si đa chuột gì đó, kệ mồ nó luôn, lo niệm Phật đi, đừng có quan tâm tới. Hiểu không? Nó khi mà tự nhiên vậy nó bú ngay này bự cho bá gì nó niệm Phật luôn. Mỗi ngày vuốt vuốt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngay mình mà thịt mình ra chứ đâu ra. Sợ làm gì thấy không? Nó bú bự cho bá gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cái niệm Phật vuốt hoài cho nó vuốt gì dân sanh sạch nhách cho luôn. Dân sanh cho từ nó theo là mất tiêu luôn quý vị. Dân sanh mất tiêu chứ hả? Nên bệnh đau này kia rồi nhức chân rồi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, từ từ nó hết nghe, không phải giỡn đâu nghe. Nó so dịu tế bào quý vị, làm tế bào mình hồi phục lại hay lắm á, không phải giỡn đâu. Đau bụng không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái niệm gì đó, cái niệm gì đó, tự nhiên hết đau bụng nghe quý vị. Và Thượng Đình Không mà ngày ngứa quý vị, ngày ngứa thiệt là ngứa tự nhiên nghe, sức thuốc gì cũng hết nghe này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vuốt 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 gì mà hết trơn. Ngài giả cái nói rõ ràng luôn mà. Nó bị cứ tin có vật hiệu đi, đem vật hiệu áp dụng trong cái cuộc sống này hết đi. Bệnh đau gì chứ, nói mụn ngay cái mặt đừng có nặng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mai lặng mất tiêu. Thấy chưa khổ chưa? Hay lắm nghe quý vị. Những đứa ra ngoài nghe quý vị, những đứa hết ho. Hết ho. Lúc trước quý vị để ý những đứa ho dữ lắm. Mà những đứa yếu lắm, lúc trước những đứa yếu lắm. Bây giờ những đứa nhẹ sơn ha. Sụp 2 kg. Cái bụng nhỏ xíu lại luôn, mà chỉ có 2 kg thôi. Nhìn đứa bây giờ còn 74 kg, thấy không? Sụt 1 kg chứ sụt 1 kg. Mà bụng rất là nhỏ mà lại Phật hôm nay cái chân nó khỏe. Nên nhìn đứa nói cái môn lễ Phật này chỉ bệnh khớp nè. Môn lễ Phật này chỉ bệnh khớp.
hết nhức chân luôn. Chân sống khỏe vô cùng, bây giờ chân nó dẻo. Còn hơn là mấy người mà múa gì đó, múa vòng. Nên từ nó đó chân giờ nó dẻo, mà xương sống nó dẻo nó vị ơi. Đúng là môn lễ Phật này hay thiệt, quá hay. Nó nên quý vị cứ sống mà cho đặc biệt cho vui vẻ đi, mỗi ngày niệm Phật đi. Bệnh gì nó cũng sẽ hết, không hết nó chết. Vậy thôi. Mình sống vui vẻ, bây giờ không hết thì chết. Chết thì Phật ai đài rước giảng sanh, thấy không? Thôi chúc vị an lạc nghe. Ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Ai về đạo Phật, ai về đạo Phật.